Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 31 tháng 1 năm 2023 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ba nước châu Âu cương quyết không gửi khí tài tới Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt các biện pháp an ninh ở mức cao nhất. Quân đội Mỹ chưa sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Mỹ, ai thách thức Hàn Quốc là thách thức cả Washington. Sau đây là thông tin chi tiết. Ba nước châu Âu cương quyết không gửi khí tài tới Ukraine. Hungary và Áo sẽ không gửi khí tài tới Ukraina để ngăn xung đột leo thang. Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Kristóf Zalai Bobrovnitsky ngày 30 tháng 1 nói sau cuộc gặp với người đồng cấp Áo Claudia Tanner tại thủ đô Budapest, Hungary. Lập trường của Hungary rất rõ ràng, chúng tôi không chuyển khí tài tới khu vực có xung đột để tránh leo thang căng thẳng. Điều này trùng khớp với lập trường của Áo. Ông Zalai Bobrovnitsky tuyên bố và lưu ý rằng, ông cùng người đồng cấp Áo đã thảo luận về tình hình úc Áo cũng giữ lập trường trung lập và không vận chuyển khí tài tới nơi có chiến sự. Trong khi đó, nữ bộ trưởng quốc phòng Áo Tener cho rằng cuộc xung đột Ukraine có thể lan sang châu Âu là mối nguy hiểm lớn nhất. Trong một động thái tương tự, Tổng thống Serbia Alexander Vucic ngày 30 tháng 1 tuyên bố nước này sẽ không cung cấp khí tài cho Ukraine và Nga. Ngành công nghiệp của Serbia sẽ có nhiều khoản đầu tư mới và cũng đã trải qua nhiều thay đổi để họ có thể thu nhiều lợi nhuận và bán khí tài. Chúng tôi sẽ bán khí tài cho nhiều nước trừ Nga và Ukraine. Ông Vucic nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Cộng hòa Séc Miloš Zeman. Ông Zeman cho rằng việc Serbia từ chối trừng phạt Nga mang đến một điểm cộng cho Belarus. Tôi hiểu lập trường trung lập của Serbia. Tổng thống Cộng hòa Séc nói ngày 30 tháng 1, lập trường trung lập của Serbia có thể là một điểm cộng cho nước này trong giai trò hòa giải, vì một bên trung gian thì không nên quá nghiêng về bất cứ bên nào. Trước đó, Tổng thống Serbia Vucic cho biết phương Tây đã gây áp lực lớn cho Serbia bao gồm cả việc kêu gọi Belgrade trừng phạt Moscow kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Vucic lưu ý, ngay cả khi Serbia ủng hộ trừng phạt Nga, điều đó cũng không mang lại kết quả khả quan nào. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Vucic tuyên bố trước toàn quốc rằng Serbia ủng hộ sự toàn diện lãnh thổ của Ukraine nhưng không áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga. Tổng thống Serbia cho biết, nước này tạm thời đình chỉ các cuộc tập trận của quân đội và cảnh sát với các đối tác nước ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt các biện pháp an ninh ở mức cao nhất. Các cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích và tăng cường các biện pháp an ninh sau các vụ đốt và xé bản sao kinh Koran tại Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch. Ngày 30 tháng 1, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh ở mức cao nhất trước nguy cơ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và mạng lưới khủng bố quốc tế Ankara có thể thực hiện các vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu phương Tây trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bộ trên, các cơ quan an ninh đã đánh giá nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích và tăng cường các biện pháp an ninh ở mức cao nhất sau các vụ đốt và xé bản sao Kinh Koran tại Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch. Trong bối cảnh này, thông tin về việc các tổ chức khủng bố như IS và Al-Qaeda đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công ở nhiều quốc gia cũng được đặc biệt lưu tâm. Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo công dân của nước này về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ, giáo đường Do Thái và các cơ quan ngoại giao ở tỉnh Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Mỹ đưa ra cảnh báo trên trong 4 ngày qua. Hôm 27 tháng 1, một số đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có đại sứ quán Mỹ, Đức, Pháp và Italy, đã đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công trả đũa nhằm vào các địa điểm tôn giáo sau các vụ đốt và xé bản sao kinh Koran ở các nước trên. Ngày 28 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo công dân về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, bài ngoại và thù ghét người Hồi giáo tại Mỹ và châu Âu. Quân đội Mỹ chưa sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc Theo Newsweek, nhà phân tích an ninh quốc gia, Tướng về hưu cảnh báo quân đội Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện với Trung Quốc. Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và phương Tây, trong đó có Mỹ, từ lâu đã căng thẳng nhưng bùng lên vào năm ngoái trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng các hành động quân sự xung quanh Đài Loan, đảo mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, tướng không quân 4 sao Mike Minihan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không dẫn Mỹ tuần trước đã cảnh báo trong một bản ghi nhớ nội bộ về xung đột với Trung Quốc sớm nhất sẽ xảy ra vào năm 2025, kêu gọi các lực lượng Mỹ phải đạt được mức độ sẵn sàng chiến đấu tối đa. Động thái này sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ giữa Mỹ và Trung Quốc, hai trong số những nước có quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Trong khi người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không dẫn Mỹ đã xác nhận tính xác thực của bản ghi nhớ với NBC News lâu năm gốc, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các bình luận của tướng Minihan không đại diện cho quan điểm của Bộ Tư lệnh về Trung Quốc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài Fox News hôm 30 tháng 1, tướng Ken đã cảnh báo rằng Mỹ có thể chưa sẵn sàng nếu một cuộc xung đột như vậy xảy ra. Thực tế là và điều chúng ta nên tập trung vào thực tế rằng, chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lẽ ra phải có. Chúng ta không có khả năng trăng đeo quân sự hiệu quả trong khu vực. Trung Quốc có nhiều tàu, nhiều máy bay và nhiều tên lửa hơn Mỹ. Ông anh nói, vì cựu phó tham mưu trưởng quân đội Mỹ còn cho biết Washington vẫn chưa bàn giao lô thiết bị quân sự trị giá 19 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan, dù đảo tự trị, đã trả tiền. Ken nói thêm rằng Quốc hội Mỹ phải đảm bảo Đài Loan sẽ sẵn sàng tự vệ chúng ta phải giúp đỡ đài loan và chúng ta phải giải quyết vấn đề của chính mình đó thực sự là điều chúng ta nên tập trung vào hãy loại bỏ rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng và đó là cách chúng ta ngăn chặn xung đột chúng ta ngăn chặn xung đột bằng cách chuẩn bị cho nó ông kian cho hay Bình luận về khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi bản ghi nhớ của Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không dẫn Mỹ Mike Minihan được công bố, nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa Michael Macau, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ diện, nói cho Fox News hôm 29 tháng 1 rằng ông lo ngại Minihan có thể đúng. Đô đốc Hải quân Mỹ nghỉ hưu James Stratidis lại đưa ra một quan điểm khác ông tin rằng Trung Quốc sẽ trùng bước trước những thất bại liên tục của Nga Ukraine công việc của quân đội Mỹ là luôn sẵn sàng chiến đấu nhưng theo quan điểm của tôi tỷ lệ xảy ra xung đột với Trung Quốc đang giảm chứ không tăng vào lúc này lý do là Trung Quốc đang theo dõi sự thất bại của Nga Ukraine và có thể sẽ còn nhiều hơn nữa và họ sẽ thận trọng Starredis viết trên Twitter Mỹ ai thách thức Hàn Quốc là thách thức cả Washington đó là lời cảnh báo trong một xã luận hôm 31 tháng 1 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Blair Austin, tái khẳng định việc Mỹ quyết tâm bảo đảm an ninh cho đồng minh Hàn Quốc. Lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Lầu Năm Gốc xuất hiện trong một bài xã luận mang tựa Đồng minh luôn sẵn sàng, gửi cho hãng tin John hát trước khi ông gặp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup tại Seoul vào cuối ngày 31 tháng 1, để bàn việc Mỹ-Hàn Quốc tăng cường năng lực trăng đe những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Bài viết nhấn mạnh, cam kết bảo đảm an ninh gồm sử dụng khí tài quý ước, năng lực phục thủ tên lửa và hạt nhân, cũng như sự hiện diện thường trực của 28.500 quân nhân Mỹ trú đóng ở Hàn Quốc. Ông Austin còn viết: vì thế các đối phương của chúng ta nên biết rằng nếu họ thách thức Mỹ và Hàn Quốc, thì chính là họ đang thách thức toàn bộ khối đồng minh Mỹ Hàn. Thông tin của ông Austin là động thái tiếp theo sau việc lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un hồi tháng 12 năm 2022 đã đề cập đến việc cần tăng cấp số nhân kho khí tài hạt nhân đồng thời khẳng định Hàn Quốc là địch thủ của Triều Tiên. Ông Austin cho biết trong chuyến thăm Hàn Quốc, ông có kế hoạch đào sâu quan hệ đồng minh và các thách thức an ninh chung. Ông nhấn mạnh Mỹ hàng quyết tâm đối phó với các thách thức từ Triều Tiên. Ông viết trong bài xã luận: "Từ hàng chục năm qua, công quay dân chủ nhân dân Triều Tiên đã phát triển hạt nhân, tên lửa đạn đạo cùng các chương trình khí tài khác, nhằm nhấn mạnh việc Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa hồi năm ngoái là thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Quốc." Ông kêu gọi phía đồng minh cảnh giác cao độ và để đối phó với các mối đe dọa thường trực, ông nói đến nhiều nỗ lực đảm bảo an ninh của khối đồng minh Mỹ Hàn, chẳng hạn như mở rộng tầm cỡ các cuộc tập trận chung có bắn đạn thật. Ông Austin còn nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ba bên Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, gồm tiến hành các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa đang đạo khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản sát cánh, chúng ta sẽ an toàn hơn. Ông nói và chỉ ra việc Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh là triển khai chiến đấu cơ F-35 và máy bay trốn tránh radar F-22 đến Hàn Quốc. Để củng cố năng lực trăng đe Triều Tiên, ông Austin đề cao việc đồng minh cam kết tiến hành nhiều biện pháp hơn, gồm đưa ra kịch bản tập trận ngày càng phức tạp và chú trọng những mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thị sát các cơ sở chiến lược đã trang bị các khí tài quân sự hiện đại của Mỹ. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vậy sức mạnh thực sự của những chiếc xe tăng của phương Tây sắp gửi tới Ukraine như thế nào? Và liệu những chiếc xe tăng của Nga như T-90 có phải là đối thủ? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong tổng hợp ngay sau đây. Trong số các loại xe tăng chiến đấu hạng nặng, các nước phương Tây quyết định chuyển giao cho Ukraine thời gian gần đây. Xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ là xe tăng chiến đấu chủ lực, có khối lượng tác chiến hơn 60 tấn, được vận hành bởi tổ lái 4 thành viên. Xe được trang bị pháo 120mm chuẩn NATO, súng đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm, có thể đạt vận tốc tối đa 72km một giờ trên đường bằng hoặc 48km một giờ trên địa hình phức tạp. Các phiên bản hiện đại của M1 sở hữu hệ thống chỉ huy có mức độ tự động hóa cao, dẫn đường bằng GPS cùng thiết bị cảnh báo sớm, giúp phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3.000m ban đêm và 1.200m trong điều kiện sương mù. Với hệ thống điều khiển hỏa lực bằng laser, M1 có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 1.850m bằng một viên đạn khi đang hành tiến với tốc độ 40km một giờ. Bên cạnh cỗ xe tăng mạnh mẽ, hiện đại như Abrams, xe tăng Leopard 2 do Đức phát triển từ năm 1979 là một trong những loại Kiev mong muốn có được nhất. Đây là mẫu xe tăng sở hữu pháo tăng nòng trơn, được coi là tốt nhất thế giới hiện nay, thiết kế để khai hỏa các loại đạn pháo tiêu chuẩn NATO. Xe được lắp đặt khối động cơ diesel MB873 công suất 1.500 mã lực, giúp cô máy nặng 55 tấn đạt vận tốc lên đến 70 km giờ trên đường bằng phẳng, có thể vượt qua chướng ngại vật cao hơn 1 m và đủ khả năng hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết. Leopard 2 cũng sở hữu hệ thống điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn nên có độ chính xác cao, đồng thời có giáp phức hợp composite có thể ngăn chặn một số loại đạn và tên lửa chống tăng ATGM để gia tăng khả năng sống sót của kíp lái khi trúng đạn. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, chính phủ Nga đã công bố nghị định các thủ tục thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về đáp trả trần giá dầu và các sản phẩm dầu do phương Tây áp đặt. Theo nghị định của chính phủ Nga công bố trên Cổng Thông tin Pháp lý, đến ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023, với sự nhất trí của Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng sẽ phê duyệt thủ tục giám sát giá dầu của Nga cung cấp cho xuất khẩu, các cá nhân, pháp nhân xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ phải giám sát việc không áp dụng giá trần đối với người mua cuối cùng. Trong nghị định cũng nêu rõ, nếu cơ quan hải quan khi khai báo hàng hóa phát hiện áp trần giá, thì việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt của Nga và các đường ống Transneft từ Nga đến các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á Âu sẽ bị cấm. Trước đó, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển đã có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2022. Đồng thời, các quốc gia trong nhóm G7, Australia và Liên minh châu Âu EU áp đặt trần giá đối với dầu của Nga ở mức là 60 đô la Mỹ trên mỗi thùng. Dự kiến từ ngày 5 tháng 2 năm 2023, biện pháp tương tự sẽ có hiệu lực đối với các sản phẩm dầu nhưng vẫn chưa xác định được mức giá tối đa. Bộ Tài chính của Mỹ cũng đã công bố trong tháng 1 vừa qua về việc Washington và các đồng minh sẽ đặt ra hai mức giá trần cho các sản phẩm dầu mỏ của Nga tùy vào chủng loại. Ngoài ra, vào tháng 3, Liên minh phương Tây dự định xem xét lại trần giá đối với dầu của Nga đã thiết lập ở mức là 60 đô la Mỹ trên mỗi thùng. Trước động thái của các quốc gia phương Tây, ngày 27 tháng 12 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về các biện pháp đáp trả đối với trần giá dầu do phương Tây áp đặt. Xác lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 và có giá trị đến ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó, cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng, trong đó quy định trực tiếp hoặc gián tiếp việc sử dụng cơ chế trần giá. Đối với các sản phẩm dầu, thời gian sẽ được chính phủ Nga xác định. Chương trình hiện đại hóa xe tăng T-72 của Liên Xô vào những năm 1980. Đến năm 1989, dự án này đã phát triển thành một chương trình riêng biệt và độc lập, dẫn đến việc sản xuất đại trà với số lượng giới hạn vào năm 1992. Trong những thập kỷ tiếp theo, Nga đã thay đổi đáng kể nhiều thông số kỹ thuật của T-90 để tạo ra các phiên bản mới của xe tăng này. Phiên bản nâng cấp T-90S là một trong những sản phẩm xuất khẩu thành công nhất của ngành quốc phòng Nga và được cho là loại xe tăng xuất khẩu thành công nhất về mặt thương mại. Và xe tăng T-90M ProRip đột phá là phiên bản mới nhất của dòng T-90. Đây là bản nâng cấp toàn diện của T-90 cơ bản, bao gồm mô đun tháp pháo mới với vỏ giáp nhiều lớp. Biến thể T-90M được trang bị giáp phản ứng nổ Relic, pháo chính nòng chân mới 2A46M4 125mm cùng tháp pháo hiện đại giúp tăng tầm bắn và tăng độ chính xác so với phiên bản trước đó. T90M sử dụng động cơ diesel công suất 1.000 đến 1.130 mã lực và hộp số tự động giúp nó có thể di chuyển với tốc độ 70 km/h. T90M được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017. Biến thể T90M có khả năng bảo vệ tổ lái được cải thiện nhờ đặt giá đạn bên ngoài khoang lái và pháo chính cải tiến 125 mm 2A82 loại pháo tương tự được trang bị trên các thiết bị xe tăng thế hệ tiếp theo như T14 Armata. T90M có hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina tự động, súng máy COT 12,7mm điều khiển từ xa, hệ thống phòng thủ chủ động Relic và hệ thống liên lạc kỹ thuật số thế hệ 5. Một trong những điểm mới ở thiết kế của xe tăng Nga T-90M bao gồm hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lái và hộp số được cải tiến giúp người lái dễ sử dụng hơn. Mẫu xe tăng này cũng sở hữu hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến để chống tăng và chống tên lửa có tên là Arena M. Việc giao xe tăng T90M cho quân đội nga được bắt đầu từ năm 2020. T90 cùng các biến thể của nó được cho là sở hữu một hệ thống tiêu diệt tên lửa chống tăng có tên gọi hệ thống phòng vệ chủ động Stora-1. Nhiệm vụ chính của hệ thống phòng vệ này là vô hiệu hóa đầu dẫn bằng laser của các loại tên lửa chống tăng của đối phương. Stora-1 có thiết bị dò tìm tia laser và đèn chế áp quang học làm nhiễu loạn hệ thống điều khiển của tên lửa đang bay tới, khiến nó bắn trịch mục tiêu. Ngoài ra xe tăng còn có tính năng nạp đạn tự động, giúp bắn nhanh các loại đạn tự chống tăng có sức công phá lớn. Nhiều người đặt ra câu hỏi hiện Nga đang sở hữu bao nhiêu xe tăng T-90 cùng các biến thể khác nhau của nó khi được sản xuất từ năm 1992 tới nay. Một số nguồn tin phân tích cho thấy Nga đang có khoảng 350 xe tăng T-90A và khoảng 100 xe tăng T-90M đưa vào phục vụ năm 2022. Ngoài ra còn 200 xe tăng T-90 nữa đang được nghiêm cất. Còn số liệu cụ thể và chính xác thì đến nay chưa có công bố chính thức, nhưng về tính năng và hiệu quả của T-90 và các biến thể của loại xe tăng này thì đã được phân tích tại nhiều chiến trường, trong đó có Ukraine. Trong vòng đời hơn 30 năm, các biến thể của xe tăng T-90 đã tích lũy kinh nghiệm hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau, bắt đầu từ thử nghiệm ở Chechnya năm 1995. Khi đó, một số lượng nhỏ dòng xe tăng này đã chứng minh được khả năng bất khả xâm phạm trước các loại tên lửa chống tăng như hệ thống bảo vệ tích cực Khoảng 30 đến 40 xe tăng T-90 với nhiều biến thể khác nhau được triển khai tới Syria năm 2015 và được các lực lượng Damascus sử dụng trong các trận chiến khốc liệt chống chiến binh Hồi giáo cực đoan, được phương Tây, vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Khả năng bảo vệ trước tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM của T-90 đã nhiều lần chứng minh hiệu quả trước các tên lửa châu mà Mỹ đưa vào Syria. Có 3 đến 6 xe tăng T-90 bị hư hỏng không thể sửa chữa hoặc phá hủy trong chiến tranh. Một xe tăng rơi vào tay những kẻ khủng bố. Những chiếc khác bị hư hại nhưng đã được sửa chữa để đưa trở lại chiến trường sau đó. T90 ở Syria được đánh giá hiệu quả hơn so với Leopard. Dòng xe tăng vốn đã chịu nhiều tổn thất trong các chiến dịch của thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria kể từ năm 2016. Các lực lượng nga đã sử dụng xe tăng T90 rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo các nhà quan sát phương Tây, nga đã mất khoảng 20 xe tăng T90 và Ukraine thu được một số chiếc. Tuy nhiên, thiệt hại thực sự rất khó xác minh. Mới đây, một sĩ quan Ukraine đã thừa nhận xe tăng của Ukraine bao gồm T-62 và T-72 cũ từ thời Liên Xô không phải là đối thủ của T-90.